Thân mến, với tiêu chí sưu tầm những cặp loa khủng, hàng xịn sò đến từ Mỹ hay Nhật hay vân vân, thì trên kênh của Toàn Audio Nam Định rất là quan tâm vấn đề này. Và trong đoạn clip này thì tôi lại lên sóng cho anh em chiêm ngưỡng và trải nghiệm cặp loa JBL khủng nóng chúa. Đây cũng là những cặp loa quý hiếm tại thị trường trong nước, rất ít khi mà quý vị được trải nghiệm những cái cặp loa cấu hình khủng này. Với cặp loa JBL model 4732N, cách đây một vài hôm thì quý vị rằng thấy trên kênh của mình lên sóng cũng một cặp rất là đẹp, và chỉ trong ít phút ngắn ngủi thì anh em phía Nam đã chốt rất nhanh, và hiện tại bây giờ thì đã đang là thưởng thức vi vu rồi, và bác chủ cho ý kiến họ phơi như con TT. Xin chân thành cảm ơn. Và với cặp loa thứ hai cũng là những cặp loa mới và đẹp nhất Việt Nam, tôi có thể khẳng định một điều như vậy, được gọi rằng loa bãi. Thế nào được gọi là đẹp thì trên một vài ba trang mạng thì thấp thoáng đâu đó thì anh em cũng đã quảng cáo rất là nhiều rồi, review rồi, nhân hóa rồi, miêu tả rồi, đẹp rồi, ABC các vấn đề. Thì xin mời quý vị cùng ngắm nhìn lại cấu hình này, chúng ta sẽ thấy được rằng một trong những cặp loa có đẹp hay không và có xịn sò hay không. Câu trả lời nằm ngay trước quay quay. Chúng ta cùng lưu lưu thưởng thức nhạc cho nó phê, và sau đó quý vị cùng ngắm nhìn lại cặp loa khủng nóng chúa đến từ California, Mỹ với JBL SR4732N. Những cặp loa cực kỳ quý hiếm, đàn anh của JBL 4732X hay 4732A hay là một số model khác, với công suất từ 1.200 tới 4.800W. Và cặp loa này nó có trọng lượng nặng khủng hoảng, rất nặng đấy quý vị ạ, đã vào khoảng tầm 70kg cho một chiếc loa, rất nặng, uy lực cũng tương đương như vậy. Chúng ta cùng ngắm nhìn cấu hình này. Lưu ý với quý vị rằng từng tuyến loa, tôi hay gọi vui rằng từng cọng lông của loa, từng cọng bông thì gọi vui vui, từng cọng lông cho nó nhộn nhịp và nó còn đang là vàng khè và còn mới tinh. Và những cặp loa nào được xứng đáng được gọi mệnh danh là mới, là đẹp thì nghe một số anh em quảng cáo và review nhân hóa rất nhiều rồi. Và đoạn clip này tôi sẽ cho quý vị trải nghiệm thấy rằng những cặp loa được gọi rằng mới và được gọi rằng đẹp trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Xin mời quý vị cùng trải nghiệm. Trước quay quay, quý vị đang được ngắm nhìn nội thất siêu khủng của cặp JBL SR4732N đến từ California, Mỹ. Rất mới và rất khủng. Với trang bị 4 loa nổi tiếng nhất hãng, gồm 2 bát siêu trầm. Mỗi một quả bát này đường kính của nó là 3, đường kính miệng là 32, anh em gọi là 30. Từ 22 côn 100. Model củ bát 2206H trở kháng 8 ôm đến từ California, Mỹ. Mới nguyên tem và rất mới, không phức. Nội thất của nó có thể nói với quý vị rằng nó mới như khui thùng luôn. Đấy. Từ 22 côn 100, 4 quả bát này nó đánh cực hay. 4 quả bát này thì nó từ và côn của nó giống như là 4733X, như ý với quý vị ạ. Từ và côn bằng nhau chứ không phải là giống, như chăng như nhau, nhưng miệng thu nhỏ lại. Và cái thùng của nó được thiết kế tiếng trầm tốt hơn, cộng với phân tần thể hiện cho giải trầm tốt, bởi vậy nó mang lại tiếng trầm dễ ghép âm đi và đánh hay hơn 4733X. Điều này thì không bàn cãi. 725 hay 4733 thì mặc dù mặt miệng loa thì to hơn đó, nhưng ngược lại tiếng trầm lại không bằng 4732, nhất là 4732N. Nó lại là ưu việt hơn, trầm nó xuống rất sâu và nó mạnh vô địch. Bốn của bạn rất mới. Thùng vách của nó cũng rất mới, thùng gỗ ván ép mạch dương. Tôi nướt lại phần thùng, với phần thùng cao của nó là 1m2, ngang 62 và sâu 43. Đó.
nặng cả chân, nó vào khoảng tầm 140 kg cái cặp loa này, và công suất từ 1.200 tới max 4.800W. Độ nhạy dao động từ 100 dB tới 132 dB, chơi thập cẩm các thể loại nhạc, bolero, trữ tình, sàn hay rebic, karaoke, quý vị đừng bàn và đừng hỏi. 4 quả bát từ 22 côn 100. Phần bên trên là một quả kèn khủng long, model của củ kèn là 2447G. Quý vị lưu ý rằng củ kèn thì nó có hai đòi. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là đến từ California USA rồi. À, quý vị nhìn lại sơ zoom lại máy đây. Đấy. GBN 2447G 16 ohm. Đó, 16 ohm là giật mình rồi. À, với hệ thống kèn thì 16 ohm là hết tầm chơi. Đó, nó thường thường thì chỉ là củ 8 ohm thôi. Tiếng của nó thì sẽ không bằng 16. 8 ohm đã là phê nòi hai cái lỗ tai rồi, và nên 16 thì quý vị phải biết là nó là hết tầm chơi. Củ của nó là đều là từ 22 côn 100. Củ kèn và củ bát bằng nhau. Đó, ba cái củ này bằng nhau. Và đây là quả kèn tai voi, đây là quả check kèn tai voi nữa. Đấy. Trung kèn, check kèn, hai bát gọi đúng nghĩa. Đây là quả kèn tai voi, củ to như cái bát. Với tinh luôn, củ 2408H-1. Đấy. À, quý vị nhìn thấy mới chưa ạ? Ông nào hay mạnh miệng quảng cáo rồi qua đẹp và mới thì chắc chắn nhìn đoạn clip này của mình thì sẽ thấy rằng có thể mới hơn được không, và có thể mạnh miệng hơn được không. Xem cờ mới mở ra mới có thơm luôn. Thùng của nó, trong thùng của nó bông nó vàng ao. Tôi sẽ cho quý vị ngắm nhìn phần bên trong thùng qua. Quý vị thấy sao ạ? Bốn quả loa này có giá trị không ạ? À, hôm trước thì mình đăng một cặp cũng rất là đẹp rồi, đẹp tới 90% rồi mà cũng review rồi, thì anh em còn dập dờn mà ô cho xem nội thất rồi củ rồi ABC, nhưng mà còn chỗ anh em phía nam thì chỗ tích tắc rồi. Và cặp loa này còn mới hơn nữa cơ. Đó. Mấy anh em dập dờn thì cơ hội mua chắc là không nhiều. Mua được cặp N này thì dập dờn thì chắc không tới lượt đâu. Anh em nào đủ đẳng cấp chơi nó cũng chẳng quá đắt đỏ đâu ạ. Chỉ xem 4733 hay 725 những anh em bán những cặp đẹp thôi. Chơi cặp này thì anh em thấy rằng nó là thuốc luôn. À, bây giờ tôi sẽ một tay tôi sẽ bê cái bát này xuống, quý vị chờ đây. Bát rất nặng, khủng khiếp luôn. Đấy. Quý vị nhìn thấy vàng chòe bên trong chưa? Quá đã. Quả bát một quả nhá. Quý vị nhìn chưa? Tiếp quả nữa này. Bẻ này cũng khiếp, củ kèn nó nặng ra man luôn. Củ kèn này nó nặng đến mười mấy cân anh em ạ. Củ bát này, bát mười mấy cân luôn. À, kinh không, màng mới con luôn, độ mới và độ zin thì đừng hỏi. Hai quả này, à, cái ụp đất này quá mới, quá đẹp. Thùng này, thân tần này. Đó, quý vị nhìn thấy thùng gỗ ván ép bạch dương nhá, cái vân của nó rất là đẹp. Thùng của nó ngấm nước không sao. Thân tần, thân tần trong mới tinh luôn, bồng không có tí bụi luôn. Thôi nhìn vậy thôi, nhiều anh em thì nhìn thì mới quá thì sợ. Mình đang quảng cáo loa đẹp, loa mới mà không mới bằng của người ta thì lại sợ chết. À, mới chưa? Rất mới, không có bụi luôn. Đấy, gọi là loa bãi. Xin thưa với anh em rằng là rất là nhiều những anh em thì ở thuộc trường phái thì thích ngon bổ rẻ, họ cũng thích xịn, thích thương hiệu như người ta, nhưng lại thích ít tiền. Đó, có những thứ thì Tây nó vất đi rồi, mà Việt Nam thì nhiều đầy anh em vất đi chẳng cần chơi cơ, bởi vì nó nát nó chẳng còn gì cả. Đấy, được cái tên thương hiệu, được cái hình dáng, được cái model giống nhau nhưng mà làm lại hết rồi, chẳng còn gì. Còn gì nữa đâu mà khóc cái sầu thì đó, chơi những cái cặp đấy thì cho nó giống giống người thôi. Còn bảo chơi chất thì ở đây thì chất thì những anh em nào người ta bỏ đồng tiền xứng đáng với đồng tiền bát gạo của người ta thì người ta chơi. Đấy, trong cái thùng cái nhìn xa xa còn có cái tem dính kìa nhầm, đó cái tem đường trắng đó. Anh em thấy phê không ạ? Chất âm thì không tới lượt anh em nào bàn luận nữa rồi. Trẻ trâu cũng biết rồi, nó rất là hay và nó rất là mạnh. Đó, quan tâm là loa nó mới như thế này. So sánh cũng xem tầm tiền hơn kém một đôi chút, một tí thôi. Và chơi những cái model đời cao hết số. Chơi những cái cặp loa này cho nó giá trị anh em ạ. Chẳng anh em chẳng ví dụ như là dùng bây giờ sau đến đời con cháu những cặp loa này, tôi nói xin lỗi dùng còn đang là giá trị. Tôi dùng lại máy một chút. Mà tôi quay bằng cái điện thoại thông thường đây anh em ạ. Đó, hơi bị lo lắng. Máy của mình nó bị ẩm rồi. Thôi, tóm lại là xem vầy cũng là kỹ lắm rồi. Anh em nào mục thì gọi khẩn trương ạ. 4732N đến từ California, Mỹ. Mới nguyên tem cờ, không bàn luận.
chất âm cũng khỏi cần bàn và khỏi cần hỏi, độ mới và độ đẹp. Zin đến từng cọng lông, gọi từng cọng lông thì nó vui. Đấy, từng cọng dây mới con thơm phức. Anh em đủ tầm chơi thì can theo số điện thoại trên kênh của mình. Rất là ưu tiên cho những anh em với phong cách mau lẹ, sưu tầm, biết chơi, biết giá trị của những thiết bị audio, đồ đẹp và đồ xịn. Đây là câu nói khác biệt. Xin chân thành cảm ơn.